Chào các bạn, hôm nay Mỹ phẩm Nga Fair Food xin giới thiệu với các bạn về kem ngày dưỡng trắng da của dòng mỹ phẩm Natura Siberica này. Đây là dòng mỹ phẩm hữu cơ đầu tiên mà nhận được những cái chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn của châu Âu này, do năm nước thành viên của châu Âu chứng nhận. Và những cái sản phẩm này thì nó đạt tiêu chuẩn là đảm bảo là an toàn cho người sử dụng và cũng có thể là những cái tiêu chí mỹ phẩm tốt nhất đấy, để mọi người có thể chọn được những cái sản phẩm an toàn. Dòng Natura Siberica kem ngày có cả chống nắng SPF 30 ấy, thì dùng được cho mọi loại da, và nó chiết xuất từ cái quả Nam Việt Quất này. Nó có khả năng là có chứa rất là nhiều vitamin C, thì có khả năng dưỡng trắng và ngăn ngừa nám sạm rất là tốt. Và các cái sản phẩm, các thành phần hữu cơ thì đều được ghi rõ trên vỏ hộp đấy. Các bạn cũng có thể là tham khảo về cái kết cấu của kem ấy. Thì kem có cái màu trắng và nó rất là dễ hấp thụ khi mà các bạn bôi trên da ấy, thì nó rất là mướt và cái độ dưỡng ẩm cũng có này, và độ mượt mịn sau khi sử dụng này. Đồng thời nó hấp thụ rất là nhanh, không để lại bóng nhờn và phù hợp với tất cả các loại da này. Để có thể là đảm bảo được cái hiệu quả cao ấy, thì các bạn cũng có thể dùng cùng với lại kem ban đêm cùng bộ này, hoặc là huyết thanh cùng bộ này. Sản phẩm này thì là được sản xuất tại Nga này. Để mua các cái sản phẩm này thì các bạn có thể vào website của mỹphẩmnga.vn, hoặc là các bạn có thể mua tại các cái showroom của Mỹ phẩm Nga Fair Food tại Hà Nội và Hồ Chí Minh này. Xin chào.